Quý khách hàng đang tìm cho mình một ngôi nhà giá rẻ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, xây dựng 4 tầng mà ô tô có thể vào nhà thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này nhé. Với cái căn nhà giá chỉ có 1 tỷ 700 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu sổ đỏ chuẩn chỉnh 30m, hướng nhà là hướng Tây Nam và thiết kế của ngôi nhà, ngõ ở trước nhà, ô tô vào lực nhà, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, ngõ thông, ô tô có thể đi qua, vị trí thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần với lại quốc lộ 6, tiện ích xung quanh đi lại ngập tràn, phù hợp với bác nào đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Hà Đông, không khuyến khích đi làm quá xa mọi người ơi, bởi vì từ vị trí ngôi nhà này lên tới trung tâm Hà Đông khoảng tầm 8 km, tiện ích đầy đủ. Quan trọng nhất đó là sổ sẵn sàng cất két giao dịch ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị có nhu cầu. Mời quý vị theo em và khám phá cụ thể ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Với căn nhà này thì mặt tiền được 3m2. Và ở đây vuông trước, vuông sau quý vị nhá. Cửa chính thì thiết kế là cửa cuốn. Và mời quý vị theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với căn nhà hoàn thiện xong hết, chỉn chu đầy đủ về công năng sử dụng, gạch lát nền, thiết bị vệ sinh, màu sơn, rồi là trần thạch cao, hệ thống đèn led, chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ xong xuôi hết rồi. Sổ đỏ bao gồm và cái giá bán thì bao gồm cả nhà và đất quý vị nha. Và với cái căn nhà này thì đây, chủ nhà thiết kế tặng cho mình một bộ bàn ghế thực tế như ở trên video cho quý vị để ở phần phòng khách. Còn đây là phần không gian phòng bếp. Hệ thống điện, nước đều đầy đủ hết cho quý vị. Căn nhà này quý vị dọn đồ về ở được luôn. Đây là cái phần không gian phòng bếp. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ xung quanh bếp ở đây. Mặt bếp thì là ốp đá granite. Phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Theo như hiện trạng là dọn đồ về và ở luôn. Tầng 1 ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì có thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng sử dụng cho ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng như sau. Đây, toàn bộ là gỗ mọi người nha. Mặt bậc, cổ bậc thì ốp đá granite. Nói chung với cái vị trí ngôi nhà thì nó không quá gần trung tâm. Nói xin chia sẻ lại, nó không quá gần trung tâm Hà Nội. Nếu như để mà nói tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới Hồ Hoàn Kiếm thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 25 km quý vị nha. Cho nên là mọi người có thể cân đong đo đếm quãng đường đi. Còn với cái vị trí ngôi nhà này xung quanh tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều rất là gần nhà. Mời quý vị theo em nên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Trên về tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau ạ. Tầng 2 thiết kế một phòng ngủ rất rộng. Chủ nhà thiết kế lắp đặt cho mình một chiếc giường, một chiếc tủ. Ban công mở hướng được ra phía bên ngoài. Đây. Với vị trí ngôi nhà nằm trong khu dân cư tương đối là đông, tiện ích ngập tràn. Ban công thoáng hướng nhà Tây Nam. Đây là phần không gian phòng ngủ, thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, dây chờ át, chờ điều hòa, lắp đặt xong xuôi. Giá bán thực ra thì cái giá cả nhà và đất là quá là hợp lý luôn mọi người ạ. Đó. Đây là phần phòng ngủ. Tủ quần áo. Chủ nhà lắp đặt luôn cho quý vị đây. Nói chung nhà bán theo hiện trạng cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Có sao thì em chia sẻ cho quý vị như vậy. Đây là phần phòng vệ sinh. Phần phòng vệ sinh này sử dụng cho tầng 2. Đầy đủ bồn cầu, quạt hút mùi, sen, cây tắm. Đấy, lavabo đầy đủ hết cho quý vị. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch từ 30-60 lên đến tận trần, rất là sạch sẽ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, rất là chắc chắn. 30m thiết kế một tầng một phòng thì tương đối là rộng mọi người ạ. Cho nên phòng có như thế nào thì quý vị nhìn là như vậy. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị. Cũng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Tầng 2, tầng 3 đều có ban công thoáng. Đó. Trên tầng 3 cũng có giường, có tủ. Nói chung nội thất cơ bản, nhưng mà quý vị về cũng đỡ phải sắm đi rất là nhiều. Đó.
rất là hợp lý. Giường, tủ, mọi người thấy ở đây chủ nhà đã lắp đặt cho mình đầy đủ, mà cái không gian phòng sử dụng vẫn rất là tương đối. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED, màu sơn chủ đạo của tất cả các phòng của cái ngôi nhà này, chủ nhà thiết kế là màu trắng hoàn toàn cho quý vị. Đây là phần tầng 3, phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài tầng 3 đây. Đây, đầy đủ hết. Công năng sử dụng thiết bị vệ sinh cho từng tầng. Nói chung với một ngôi nhà giá rẻ mà chất lượng xây dựng, mẫu mã cũng như thiết kế tương đối là hợp lý. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà, ở đây có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Toàn bộ tay vịn cầu thang từ mở tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây, quý vị có thể nhìn thực tế toàn bộ là gỗ. Trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị một khu vực để máy giặt cũng như là sân phơi. Đây, tương đối rộng, thoáng. Và phần còn lại, thêm một phòng nữa. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích, tùy công năng sử dụng. Còn hiện tại thì chủ nhà cũng thiết kế lắp đặt cho quý vị phòng này là có giường, có tủ, 3 phòng riêng, thiết kế rất là hợp lý. Đó. Gần với cái vị trí này thì nó gần với lại khu du lịch sinh thái núi Trầm, gần với lại đại học sư phạm thể dục thể thao, tiện ích xung quanh ngập tràn. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.